Pháp sư học Việt và chiếc vạt ma thuật phần 2. Đi xuống đồi, đi xuống đồi, ôi cậu bé đáng yêu, để tôi đưa cậu đi đến cái hàng này, chớ có ma rụt rè. Cửa hàng bán đồ cổ của Alistair nhanh chóng có một bước ngoặt đáng sợ khi một phù thủy và một người lùn đang cố gắng bắt William. William bị mụ phù thủy bắt cóc sau một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Không biết gì về âm mưu đó, Alistair sắp bị sốc. Hai người kia. Alistair, anh vào đây sao rồi? Cô đang làm gì ở đây? Và William đâu rồi? Ôi đúng là làm quá. Tôi chỉ đang đưa cậu bé trở về đúng nơi thuộc về nó mà thôi. Anh không nghĩ là nó sẽ không bao giờ biết về việc nó là một thần đầu phải không? Và nói cho tôi rõ, William vẫn ổn. Phải. Ý tôi là giả sử nó vẫn có thể thở bên trong cái túi này đi. Ôi, tại sao mình không thể ở bên cạnh ít nhất một người có đầu óc thông minh một chút? Alistair không có lựa chọn nào khác. Đủ rồi, thả thằng bé ra trước khi tôi tiễn hai người về 12 biển đó. Chúng ta sẽ làm theo cách của tôi. Bắt cóc nó không phải là cách. Tôi sẽ nói thật với thằng bé. Wow, được thôi. Đi thôi, Grum. Rồi rồi. Chuyện gì vậy chú Ali? Xin lỗi nhóc. Chú nghĩ là con cần thêm thời gian và chú cảm thấy như chú cần phải bảo vệ con cho đến lúc đó. Alistair đưa William đến tủ đựng đồ cấm và lấy một cái vạt ra ngoài. Sau đó ông ấy lấy ra một vài viên đá quý từ trong túi của mình. Vị nữ vương, đức tin của tôi sẽ không bị lung lay. Ma thuật của chiếc vạt này giờ đây sẽ được đánh thức. William đã bị sốc khi thấy chiếc vạt gần như trở nên sống động. Chú Ali, bình tĩnh đi Will. Con càng di chuyển nó càng bám chặt và kéo con đi. Kéo? Kéo đi đâu? Tại sao chúng ta vẫn đang rơi xuống vậy? Bởi vì chúng ta vẫn chưa đến đó. Chúng ta đến rồi. Nè cậu bé, chào mừng đến với thành phố Khảm Ngọc. William rất hào hứng. Anh ấy nhìn xung quanh và thấy một thế giới hoàn toàn khác. Có tất cả các loại đá quý: hoàng ngọc, hồng ngọc, ngọc lục bảo, ngọc trai, lam ngọc, kim cương và những gì không. Con đang mơ sao? Không con trai William. Con phải hiểu một chuyện. Lý do duy nhất chú giữ bí mật nơi này với con là vì chú nghĩ con chưa sẵn sàng. Dù sao thì vị tể tướng trung thành của nữ vương không được phép vội vàng. Alistair đưa William vào một bãi đất trống trong rừng. Và khi William kéo những cái cây ra, anh ấy đã bị sốc. Có rất nhiều sinh vật kỳ lạ trong khu rừng. Và tất cả đều cúi đầu trước William. Wow, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chú Alistair, chú đang làm con sợ đó. Will, con không chỉ là William cậu bé bán hàng đâu, còn là vương tử William của thành phố Khảm Ngọc. Will, nè, thôi mà, tỉnh dậy đi. Con có sao không? Tất nhiên là không rồi. Có cần phải kịch tính như vậy không? Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ hạnh phúc. Ý tôi là vừa nói với một thằng bé là một vương tử. Nó vẫn chưa biết về người phụ nữ có mái tóc trắng mà nó phải chiến đấu. Ôi, Alistair, vì tình yêu của đá quý. Rồi rồi. Ngọc, tóc, rắn, vương tử. Con không phải là một vương tử. Không thể nào, mọi người biết sao vậy? Được rồi, nghe đây. Con không cần phải chiến đấu với Gorgon một mình. Gorgon? Gorgon. Kẻ người phụ nữ tóc rắn. Con không cần phải chiến đấu với bà ấy một mình. Con hoàn toàn không muốn chiến đấu với bà ấy. Con phải đấu vì mẹ của mình, nữ vương.
Đây là nữ vừa Verona, dương tử William, mẹ của cậu. William không thể rời mắt được. Mẹ anh ấy là một bức tượng. Đây là những gì đã xảy ra với nữ vương yêu quý của chúng ta. Mẹ của cậu là hoàng gia hào phóng và uyên bác nhất mà thành phố này từng thấy. Mọi sinh vật trong thành phố này luôn cảm thấy an toàn khi ở bên bà ấy. Nhưng rồi Gorgon đã đến. Gorgon là những sinh vật hung ác. Chúng lang thang từ nơi này sang nơi khác để chiếm đoạt các vương quốc. Có rất nhiều phép thuật trong thị trấn này, dương tử. Và Gorgon đã quyết định lấy tất cả. Mẹ của cậu đã chiến đấu rất dũng cảm. Nhưng Gorgon đã lừa bà ấy và khiến bà ấy nhìn vào mắt của nó. William! Không! Người thật yếu đuối. Bà ta đến tìm con đó con trai. Và chú phải đưa con xuống giếng và đi đến một thế giới khác. Một thế giới không có phép thuật, không có Gorgon và không có lời nguyền. Và bây giờ, chỉ trong vài ngày tới, mặt trăng sẽ ở đỉnh cao của bầu trời. Đó là lúc Gorgon trở nên mạnh nhất. Bà ta sẽ đến tìm cậu, dương tử. Vì bây giờ cậu là chướng ngại vật duy nhất giữa bà ấy và ngai vàng. Nếu bà ấy biến cậu thành đá, thì tất cả sẽ kết thúc. Thành phố khảm ngọc vĩ đại sẽ biến mất vĩnh viễn. William đến gần bức tường và chạm vào mặt bà ấy. Giờ thì vương tử William, vị cứu tinh của thành phố khảm ngọc, nói cho chú biết, con đã sẵn sàng chiến đấu chưa? Đó, chuyện này quá sức tưởng tượng chú Ali. Con có một người mẹ là nữ vương của một vùng đất phép thuật. Con là một vương tử phải chiến đấu với một sinh vật có cái tên kỳ lạ và cứu thành phố ma thuật này. Người được cho là chờ đợi trong nhiều năm qua. Tuyệt, giờ thì cậu đã biết hết mọi chuyện. Lấy cho cậu một bộ áo giáp và huấn luyện cậu để chiến đấu với Gorgon. William tập luyện cả ngày lẫn đêm. Sao lại làm đau con? Cô đang dạy con chiến đấu. Gorgon sẽ không thông cảm đâu, dương tử. William gần như chưa sẵn sàng. Và đêm trăng tròn đang đến rất nhanh. Cuối cùng đêm trước khi trăng tròn, một vài viên đá quý đã bị đánh cắp. Và một nhân vật bí ẩn chạy về phía giếng một cách vội vàng. Vương tử William đã rời bỏ chúng ta. Không, thật là điên rồ. Tôi sẽ đưa nó trở về. Alistair, không còn thời gian nữa, cậu ấy quá sợ hãi. Chúng ta phải tập trung vào việc phòng thủ. Và vậy là chuyện đã được quyết định. Đêm đó, thành phố Khảm Ngọc sẽ tự mình chiến đấu với Gorgon để cứu nữ vương và mái nhà của họ. Ta nghe nói dương tử của các ngươi đã bỏ chạy. Chỉ cần chúng tôi là đủ. Chắc chắn rồi. Một loạt sinh vật bị bịt mắt sao? Chuyện này sẽ rất thú vị đây. Chúng tôi không cần phải thấy bà đâu, Gorgon. Chúng tôi chỉ cần chiến đấu vì nữ vương của chúng tôi. Vì nữ vương! Vì nữ vương! Mọi sinh vật trong thành phố Khảm Ngọc đều đã luyện tập cho mình cách để nghe thấy Gorgon. Họ đã chuẩn bị cho chính khoảnh khắc này. Họ đã chiến đấu trong một trận chiến ác liệt. Nhưng chẳng bao lâu, Gorgon đã áp đảo. Mọi người đều biến thành đá. Đại tướng của nữ vương đã nghe được hết những tiếng.
tiếng la hét và mất hết hy vọng. Ông quyết định mình sẽ chiến đấu cho đến cùng. Rồi chuyện gì đó đã xảy ra. Cái gì vậy? Thuốc nổ sao? Gogan dùng móng vuốt của mình để mở chiếc hộp. Và ngay sau đó, chiếc hộp đầy xốp và những mảnh giấy bay thẳng vào mặt bà ấy. À! Bà ấy nhắm mắt lại, và khi bà ấy mở mắt ra lần nữa, đó là vương tử William đang đứng bên một chiếc gương khổng lồ với một kính phóng to trên tay. Anh ấy đang đeo kính màu sẫm để tránh nhìn thẳng vào mắt của Gogan. Anh ấy ngay lập tức đặt kính phóng to vào giữa Gogan và chiếc gương khổng lồ, và điều đó đã xảy ra. Điều gì đã xảy ra vậy? Bà ta đã nhìn thẳng vào mắt mình. Không, không, không! Gogan trở thành con mồi cho lời nguyền của chính bà ấy. Nhìn kìa, mọi người đã trở lại bình thường rồi. Thành phố Thảm Ngọc đã được cứu. Thần dân của thành phố Khảm Ngọc, cái tốt đã một lần nữa chứng tỏ sức mạnh của nó. Will, nhưng sao con biết ý chú là cái gì? Chú tôi nghĩ cậu đã rời bỏ chúng tôi. Không, không phải vậy. Tất cả mọi người biết, ngay cả khi ta bị biến thành đá, ta vẫn có thể nghe và nhìn. Dương Tử đã đến chỗ ta vào đêm hôm đó. Mẹ, con phải cứu mẹ. Nhưng con không phải là chiến binh. Con nên giao cuộc chiến cho những người mạnh mẽ và dũng cảm hơn con. Và con sẽ làm những gì con giỏi nhất. Tôi không hiểu. Với tất cả những gì Alistair đã kể cho ta nghe về con trai của ta trong những năm qua, một trong những điều con trai ta giỏi nhất là đọc. Bản thân con là một con mọt sách đã là một sức mạnh tuyệt vời rồi. Con đến thư viện cũ trong cửa hàng và đọc trên Gogan. Hóa ra lời nguyền của bà ấy chỉ có tác dụng khi mọi người nhìn thẳng vào mắt bà ấy mà thôi. Vì vậy con đã mượn kính của chú Ali. Đây là kính của anh sao? Đừng làm gián đoạn câu chuyện. Con cũng nhận ra là mọi người đã đúng. Gogan là sinh vật mạnh mẽ và độc ác nhất, đến nỗi bản thân bà ta sẽ không thể thoát ra được. Vì vậy con đã cho bà ta nếm trải sức mạnh của chính mình và khiến bà ta nhìn thẳng vào mắt của bà ấy. Tuyệt vời. Ta chắc chắn đã quyết định đúng khi để anh trở thành người giám hộ của nó. Alistair, con trai ta đã thực sự trở thành dương tử. Yeah! Dương tử William, nữ vương vạn tuế, dương tử muôn năm. Vậy bây giờ con trai, con đã sẵn sàng lên ngôi và thống trị thành phố huyền diệu này mãi mãi chưa? Alistair. Đó. Vương tử William đã chứng minh là không phải tất cả các trận chiến đều cần phải chiến đấu và chiến thắng bằng sức mạnh. Một số phải chiến đấu bằng kiến thức. Vương tử William trở thành người đàn ông đầu tiên cai trị thành phố Khảm Ngọc. Đó là sau khi tập luyện rất nhiều.